một đôi chân mồ côi lẻ loi đi trên đường kia gió mưa. Về nơi đâu tuổi thơ khi em mồ côi không nhà, dòng nước mắt rớt trên đời em. Em lầm than trong cuộc đời cho miếng ăn từng ngày, đã nhiều đêm em khóc trong tủi hờn. Giọt sương khuya nhẹ rơi rớt trên tâm thần nhỏ nhoi của em, chìm trong mơ giấc mơ em mơ được có gia đình. Rồi ngày mai khi nắng lên, không niềm vui không gia đình, nhưng ước mơ phai tàn theo thời gian. Em sẽ đến nơi nào mà đêm qua tình cờ trong giấc mơ em mỉm cười. Một bà tiên hiện ra, bà cho em một điều ước. Bình thường em sẽ tung tăng đến trường, được đùa vui, được thấy ánh mặt trời. Mày liệng trai tao mày nhớ không mày? Bữa nay tao chưa phát lương hả mày? Mày liệng tao đi, lát mày biết. Giờ tao lỡ tao đứng đây tao không làm được mày lát thì biết cái tao á. Chắc đói quá trời ơi. Lúc này làm gì kinh tế nó xuống thì sao người ta? Móc bọc mà cũng ế nữa. Anh ơi đừng chọi em nữa anh ơi. Anh ơi anh chọi em nói chúng với mặt em bể mặt em anh ơi. Sáng giờ không móc được gì trơn mà bị chọi không à. Ý, có sáng giờ có móc được cái này. Có móc được cái này nè, quên nữa. Đẹp lắm mà không biết cái gì. Nè. Chà, cái này mà vàng thiệt là bán thẩm luôn á. Để chùi của nó sáng không, vàng thiệt đem bán nha. Ma tiên. Vậy, ông nói gì? Ta là tiên đó. Tiên? Ừ. Lộn. Không phải ma. Tiên. Ừ. Ở chổng mới ra phải không? Ừ. Sao biết vậy? Nhìn biết liền. Người thường đâu ai mặc kỳ cục vậy. Đúng rồi. Nói không nghe nha. Ở chổng mới ra mà biết mình mới ra đó là còn nhẹ. Ủa sao tao thấy tao nặng lắm? Đâu thấy ông nặng gì đâu, ăn nói bình thường mà. Phải không? À. Ủa mà mày nói tao đâu ra? Thì không biên hòa chợ quán thôi mà. Chết cha, tao nằm ở trỏng mấy ngàn năm nay tao không nhớ biên hòa chợ quán lại đâu. Nhà thương điên á. Điên. Tao phải điên. Điên. Ông ơi, tự nhiên rồi cái nói là mình là tiên à. À. Thấy tôi nhỏ tôi gạt tôi phải không? Không có. Ờ tiên rồi phải có phép chứ. Tiên rồi ra đứng rồi quắc quắc qua quắc lại không à. Ông làm gì hết sao tôi tin được. Giờ mày muốn tao quá phép phải không? Ông làm phép đi tôi tin. Mày muốn tao quá phép cái gì? Ai biết. Ông quá gì ông quá chứ tôi đâu có biết. Tao quá phép là mày không có buồn nha. Ai buồn đâu nè. Bắt đầu quá phép. Ờ à, quá đi. Xuống. Cái gì xuống? Xuống. Cái gì? Đừng nhìn tôi ánh mắt đó nha. Nhìn giống mấy cha bóng già quá à.
nhìn ta vậy còn kêu người ta xuống nữa. Xuống gì? Xuống quần. Quần ai? Quần mày. Quần tôi đâu? Đó. Tin không? Trời kỳ quá. Mày không tin tao xuống luôn cái quần trong rồi mày bỏ tao. Tôi tin rồi. Chơi kỳ quá, Tiên ơi, chơi kỳ quá. Mai là có quần xà lõn ở trong à. Không có quần xà lõn là bữa nay đóng phim sách luôn rồi. Nói Tiên mà không tin. Tôi buộc lại cho chắc ăn. Đứng gần ông này ông nguy hiểm quá. Mày buộc cởi đào tao biến cũng xuống à. Tin chưa? Tôi tin rồi, tôi tin rồi. Ông ơi. Nói vậy. Nói vậy ông là Tiên thiệt hả ông? Mà ông ở đâu xuất hiện ngay vậy? Ta từ chiếc bình cổ chui ra. Ông nằm trong đó 2000 năm rồi đó con. 2000 năm? Cái bình chút xíu gì mà ông nằm 2000 năm trong đó? Vậy chắc có lẽ là cực khổ dữ lắm hả ông? Khổ cực lắm. Bởi vì lúc ta nằm trong chiếc bình ta có lời nguyền. Ai cứu được ta ra cho người đó 3 điều ước. 3 điều ước? Ông ơi vậy là con... Con sẽ được 3 điều ước. Con ước đi con. Muốn gì được đây? Vậy con ước nha ông. Quỳ xuống mất dạy. Ông Tiên ơi. Con ước rồi nha. Ước đi, ta làm phép cho. Con ước à. Con ước à. Ước gì? Không biết. Mày ước lại với tao ước hỏi tao. À, con quên. Ông Tiên ơi, ấy giờ con ước vậy được không ông Tiên? Sao không? Trời ơi, ta là Tiên mà ước gì không được mày. Vậy con ước hen. À. Con ước làm sao á mà cho đường phố của Việt Nam mình á nó sạch mà nó đẹp giống như là đường phố nước ngoài vậy á được không ông? Không. Sao vậy? Tiền đâu tao lo đổi hết đường phố Việt Nam. Khúc lo còn không nổi nữa. Vậy sao ông nói mình là Tiên? Tưởng là Tiên thì ông làm gì cũng được chứ. Tiên có Tiên giàu, Tiên nghèo. Vậy ông là... Nghèo. Tiên sao nghèo? Nằm trong bình 2000 năm có làm ăn gì đâu giàu. Cái thân thì móc bọc. Rồi bị ướt đường phố sạch đẹp là bọc đâu con móc. Ừ ha, ngu ha. Ước cái gì hạnh phúc cho bản thân mình, không ước, ước xa vời. Đúng không ha? Ước cho bản thân mình thôi chứ ước chi xa vời ha. Ông ơi, mấy bữa nay móc ế quá à. Con đói bụng. Ấy giờ ông cho con ước gì con ăn được không ông? Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Sao mày không ước trúng số động đất hả? Ôi, con nghèo lắm. Không nhà gì trơn trọi. Chúng số tiền nhiều quá rồi chỗ đâu mà giấu. Khen thay một tấm lòng thành thật. Ta ban cho con. Ông ban cho con cây này để đuổi ruồi hả? Đây có tiền đuổi ruồi vậy? Sao giống mấy cây đuổi ruồi của mấy bà bán thịt ở ngoài chợ vậy hả? Cây phép đó. Cây phép. Ông ban cho con thích món nào, cần món nào chỉ cần gõ nhẹ xuống đây thức ăn hiện ra cho con ăn. Con chỉ cần gõ xuống đây thôi là có thức ăn hiện ra cho con ăn. Phải suy nghĩ cho kỹ chỉ gõ được 3 lần thôi nha. Dạ. Mình thèm nhiều thứ quá. Bữa nay ước ăn một bữa cho nó đã rồi. Súp. Gì? Súp. Súp cho người ta hút. Mày đổi món khác thì không có trong thực đơn. Lớp tờ. Món khác. Bích tết. Món khác. Tiên nổ.
Nãy ước ba bốn món, có món nào đâu mà kêu món khác hoài à? Trời ơi, tao là tiên Việt Nam mà mày ước đồ Mỹ sao tao biết? Tiên Việt Nam là ước đồ Việt Nam chứ. Thí dụ như rau muống lụa, bắp khía, mấy cái đó tao biến cho mày ăn. Mày ước lớp tờ, tao có biết lớp tờ là cái cục gì. Tôi nãy giờ không nói. Nghèo mày đặt nói tiếng Mỹ. Chi con ước lại rồi nghe. Để dặn kỹ rồi. Con ước à, thịt chó. Tiết canh đó, hột vịt lộn đó, thôi khỏi luôn đi. Nãy mày nhớ không, tao cho mày ba điều ước á, mày ước ba món đồ Mỹ hết rồi, đâu còn đồ Việt Nam nữa. Trời ơi, gãy cây vậy. Mày đâu hả? Đâu hả? Đi kiếm khoai lang con ăn. Mày bỏ tao hả? Đi chứ làm gì? Thằng này móc tao ra cho đã, giờ bỏ đứng bụi đời nữa mày. Đi chứ con làm gì vợ? Dẫn ông đi ăn mày đưa ông về. Thân con lo còn chưa xong nữa. Giờ lo qua tới ông. Con nói thiệt ông nha, từ nhỏ tới lớn á, con bị người ta ăn hiếp không à. Con nằm mơ, con nghĩ là một ngày nào đó con sẽ được gặp tiên, cuộc đời con sẽ sung sướng. Ai ngờ đâu, bây giờ gặp tiên mà tiên cũng gạt con nữa. Ông không có gạt con đâu, đùa với con một chút cho vui thôi. Rồi lát á, chừng 3-4 tiếng đồng hồ nữa ông dẫn đi ăn. Nói thiệt á. Phải 4 tiếng nữa. Sao hả? Xong là dẫn đi ăn liền. Nó không có gạt con à? Ừ. Hiểu chưa coi? Ông ơi, đừng nhìn con ánh mắt nó nha. Ủa mày nói mày nghèo hả? Dạ nghèo dữ lắm à. Sao cái quần mày có gắn cái tivi nữa? Tivi đâu? Đó. Không phải, cái này là rách, mình giá nó lại à. Ngoài xa còn hai miếng nữa nè. Sao nghèo dữ vậy con? Ba má mẹ ở đâu mà bỏ mày sống bơ vơ nghèo khổ như vậy? Ba má con ờ. Ba má con ly dị với nhau, bỏ con từ lúc con mới có 10 tuổi á ông Tiên. Trời đất, cái ác dữ vậy sao? Năm nay được nhiêu tuổi rồi? Dạ 30 tuổi rồi. Rồi làm cái nghề này được bao lâu? 10 tuổi là con đã đi móc rồi. Trời ơi, 20 năm móc bọc. Dạ. Vậy là cái nghề nó cứng lắm mà. Hết nghề làm ăn sao làm cái nghề này thâm niên vậy con? Mồ côi mồ cút nhỏ tới lớn, bụi đời không nhà không cửa, thì đâu ai cho làm hãng xưởng gì đâu ông Tiên. Thật là tội nghiệp. Rồi còn thân nhân dòng họ gì không? Dạ còn. Con còn. Con còn một đứa em nữa. Trời Phật ơi, mày vậy rồi em mày sống làm sao? Rồi em mày đâu? Dạ ba má con ly dị với nhau, rồi một cơn lũ kéo về, hai anh em con thất lạc. Con thì trôi dạt lên trên này móc bọc, còn em của con giờ này chắc nó còn ở dưới quê á. Quê của con tận đâu vậy con? Dạ thưa ông, quê con nghèo lắm ông ơi, mùa đông thiếu ao, hè thời thiếu ăn. Thật là tội nghiệp. Rồi mày có về tìm em mày không?
Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thủy Dương, nước chảy còn vương bao. Xa rồi còn đâu. Con ơi từng giọt lệ con rơi là từng cơn mưa tưới và lòng tiếng những giọt sâu thương u ân. Khóc nữa đi con tiếng dỗ dành lần cuối rồi mai đây người mô phương trời. Mày đâu quê mẹ đâu. Dạ ở tận ngoài Trung á. Ở tận miền Trung lưng. Dạ. Ở gần nhà Quang Linh đúng không? Không biết Quang Linh nữa. Tao nằm trong mình, tao nghe nó hát đó. Nghe nói nhà nó đâu ngoài Huế. Nhà nó ngoài Huế. Không phải. Nhà nó ngoài Huế. Đó. Nói đi. Ngoài Huế. Không phải. Ngoài Huế. Thì Huế. Con biết rồi. Con biết sao nói tiếng Huế không nữa rồi. Sao vậy? Tại vì cái mỏ ông á nó nhọn giống như mỏ con cá chùi kiến nè. Trời ơi trời, trời ơi. Năm nay là 2010 rồi. Ngoại quốc Việt Kiều tới về tới đầu tư Việt Nam ta làm ăn. Mà về tới thành phố thấy mẹ ăn mặc thì mang cái túi đi vòng vòng thành phố mất vẻ mỹ quan quá con. Đổi nghề khác làm ăn đi. Con đâu có vốn liếng gì đâu làm không tiên. Rồi cái bình ta đâu? Bình. Trời ơi trời, trời ơi. Bình ông. Chết tôi rồi. Cái bình ông nịch đi, bình ông nịch. Sao bỏ bậy vậy con? Dạ sao vậy? Vàng thiệt nè. Vàng! Trời ơi, vàng. Ăn cướp mà đánh chết hết bây giờ. Vàng, vàng thiệt không? Vàng 9 số 4 đó. Không phải. Con nghe người ta nói là vàng 4 số 9. Rồi, vậy là Ngọc Hoàng gạt tao nó 9 số 4 rồi. Ông ơi, sao cái bình này nó có cái lỗ đây ngộ vậy ông? Bị cái lỗ này mà ông bị nhốt trong bình 2000 năm rồi đó con. 2000 năm? Ừ. Bằng sao vậy ông? Ở trên trời không có việc làm, tao dòm gái đó. Bị nhốt ở đây đó. Duy phải rồi, khóc gì nữa. Duy cũng... Sao mượn á? Ông cho con mượn. Bán ra đi. Rồi kiếm miếng đất đồ lớn lớn đó. Mua mở siêu thị làm ăn với người ta. Mở siêu thị. Ông ơi, siêu thị lớn quá, con làm không có nổi. Ông cho con mở siêu âm được không? Siêu âm là gì? Để chỗ cho mấy bà khám thai á. Siêu gì cũng được, miễn là nghề lương thiện. Rồi thời gian dư giả phải trả lại cho ta. Ta còn phải lo cho mười mấy đứa trẻ mồ côi đang chờ đợi. Mấy đứa mồ côi đó. Con gái. Ông Tiên ơi, vậy là ông xuống đây để ông giúp cho trẻ mồ côi ha ông. Mồ Phật. Sao mồ Phật dài vậy? Kéo vậy mới đủ giờ. Ông ơi, sao ông thương con vậy? Ông cho con mượn trước vậy? Tại con nghèo mà con có tấm lòng thành thật. Dạ. Tuy móc bọc nhưng không có móc giày dép của người ta. Dạ. Trong lúc chia tay, tao khuyên con một câu. Dạ. Nghèo cho sạch. Dạ. Rách cho thơm nghe con. Dạ. Chứ con hôi lắm mà. Thôi ta từ giả mọi người, ta đi đây. Ông Tiên, ông đi đâu vậy ông? Ta đi kiếm những người ủng hộ giúp đỡ trẻ em mồ côi, giúp đỡ trẻ em nghèo, khuyết tật. Sau lưng con còn những đứa em khổ hơn con nữa nha con. Dạ.
ta đi nha. Dạ. Đi nghe mấy con. Khẩu Phật niệm chân ngôn. Dạ. Phép màu lại hồ biến. Tắt đèn. Khoan 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 khoan. Không tắt đèn. Không được tắt đèn. Thằng nào? Thằng nào cứ tắt đèn à? Thằng nào cứ tắt đèn à? Tao. Ủa ông cứ tắt đèn à? Cứ tắt đèn chi vậy? Biến. Biến sao tắt đèn? Tắt đèn tối thui lết vô dưới mày không thấy chứ. Nãy tao mới lết ra mày không thấy vậy. Ông đứng ông bay con coi đi. Thôi. Thôi ông Tiên nói nghe nè. Hồi nãy ông nói là ông đi giúp cho trẻ em nghèo mà khuyết tật hả ông Tiên? Bồ Phật. Ông Tiên ơi. Ơi. Con lại ông. Ông cho con đi giúp trẻ em mồ côi mà khuyết tật với ông được không ông? Ông lại con. Quần áo vậy đi giúp đỡ trẻ em nghèo khuyết tật. Ông sao đâu. Lá rách đùm lá nát mà. Được rồi, nói gì nghe cảm động lắm. Lại đây là tao bay rồi bay theo. Ông cho con bay với ông. À. Bữa nay tôi được bay rồi, bữa nay tôi được bay rồi. Bê đê. Điên với người phàm đừng đứng gần nhột lắm. Con tưởng ông khoái con ôm. Đứng gần đây nè. Ôm ông mới bay được nha. Ôm. Tao bay tao xịt khoái dữ lắm à. Đứng gần ra đi. Ông xịt chỗ nào nói con né. Từ nãy là mới ra xịt tùm lum không thấy hả? Chuẩn bị nha. Dạ. Nhắm mắt lại đàng hoàng. Nhắm mắt lại. Khẩu Phật niệm chân ngôn. Bay, 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 bay. Ông Tiên ơi, ông Tiên ơi. Cao quá, con sợ đồ cao lắm. Ông Tiên ơi, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Dính đầu chóng mặt. Bay, bay, cao quá. Thùng. Nhậu biết là thùng. Bay nào. Ai biết con thấy ông niệm thần chú con tưởng bay nghe nhớ ù ù con tưởng bay rồi. Ù gì? Ù là mấy cái quạt rồi. Chưa bay rồi. Chưa. Bây giờ mới chuẩn bị bay ra. Chuẩn bị bay dạ. Ờ, chuẩn bị nha. Khẩu. Khoan Tiên. Hả? Ông bay thấp thấp nha. Ờ. Ông đừng có bay cao quá. Ông bay cao quá cái mỏ ông nó dướng mấy sợi dây điện bên kia điện giật chết luôn á. Chuẩn bị nha. Dạ. Khẩu Phật niệm. Kéo mỏ vô, kéo mỏ vô. Kéo mỏ vô sao tao nói mày. Trời đất ơi trên trời tao hô sẵn rồi. Khẩu Phật niệm chân ngôn. Dạ. Phép màu lại hồ. Bay. Thôi đi bộ đi. Tiên. Sao đi bộ nữa. Mày yếu quá bay không nổi. Bữa nào cũng yếu hết trơn hả. Đi, 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 đi. Khoan. Giờ trước khi đi con nói ông Tiên nghe điều này nè. Yeah. Ông Tiên làm ơn cho con xin một điều ước nữa thôi. 15 phút rồi mày kéo hoài vậy. Không có, không bóc lột sức lao động ông Tiên đâu. Hả? Một điều nữa thôi. Cái rồi nha. Một cái nữa. Rồi. Ông Tiên. À? Ông Tiên cho con ước làm sao mà bây giờ đừng có băng đĩa giả nữa được không ông Tiên? Gì vậy? Chứ nếu mà băng đĩa giả, băng đĩa lậu mà tiếp tục vậy á là không phải mình con đi móc bọc đâu. Anh em nghệ sĩ đi móc bọc hết luôn á. Ủa là băng đĩa lậu ra cái đi móc bọc hết. Dạ ông làm cho hết được không? Vậy mà chờ tao chút. Ông đi đâu vậy ông Tiên? Tao vô thay đồ tao đi móc bọc với mày. Tao đi móc bọc với mày thôi chứ tao làm cái đó đâu có được đâu. Tiên. Cái gì? Ông hứa đi. Nói chờ chờ chút tao vô gốc cây chút xíu mày ơi. Tiên. Không ơi tao vô ngã kia. Ủa nó chạy rồi luôn. Tao vô ngã này. Trời ơi. Nó chạy tán loạn hết trơn. Tiên. Gì? Chờ tao chút, chờ chút. Cái này chứ đi mất bọc suốt đời quá. Ông Tiên tìm được phép màu chưa ông Tiên? Tiên đây, ta là Tiên. Ông Tiên tìm được. Ta thấy người nghèo khổ, ta cho người ba điều ớ. Ủa? Sao nãy ông Tiên kia ốm ốm mà ông Tiên này mập giống như heo hả? Dạ. Ủa vậy sao? Sao? Tiên ra có cho điều ước là vụ băng đĩa giả được không? Thôi khỏi nãy mày ước rồi. Sao? Tội nghiệp nó đứng trong kia nó lén nó xả hơi tao lấy đồ nó bây giờ mày không đưa lợi nó đứng đó tới sáng.
gian khiến cho cuộc tình đôi ta trái ngang, một mình lang thang cõi lòng hoang.